Để em giúp cho chị. Để em giúp cho. Chị ra kia đi. Ừ. Ngày hôm nay có gì khó khăn thì để cái hàng này nó giúp cho chị hết nhá. Em xin lỗi chị, hôm qua lại quên mất, lại để cái xe ở trước cửa hàng của chị. Lần sau không được quên như thế nhá Hà nhá. Chị cần em giúp gì nữa không? Hả? Thôi không cần đâu. Hôm nay giờ đi vắng hay sao ấy nhỉ? Có gì đâu. Cả cái phòng to như thế, chị còn nhường cho em được. Thế đi. Bỏ bẽn gì mấy cái chuyện còn con này. Chị nhờ, con Hà này được cái là nó đã sinh lại còn có nghĩa khí nữa. Em chào hai chị ạ. À, em cười cái gì đấy? Em vừa cưới chị à? Nhưng mà cho em cười nhìn xinh hơn là lúc em xưng xỉa đấy Trâm Anh ạ. À, chị Hà mà tính tình cứ như đứa trẻ ấy, nếu mà bị ai tranh mất cái kẹo mút thì phải khóc lóc ăn vạ đòi lại bằng được. Nhưng mà nếu mà được cho một cái kẹo mới là lại vui ngay, cả nhà cùng vui ấy nhở. Hai người lại vừa cười cái gì đấy? Vừa cười em nữa à? Nhưng mà em biết một người vừa xinh đẹp vừa thông minh lại vừa hay ho như em thì khó có cái gì để nói xấu lắm. Phòng đấy nó hơi nhỏ, em ở có bị chật chội hay bất tiện gì không? Dạ không sao. Thực ra thì bọn em cũng đi suốt cái mà, về chỉ có ngủ thôi, cho nên cái phòng mà có cái giường thoải mái là được. Thực ra bọn em thích ở chật hơn tại vì đỡ dọn nhiều vậy. Nhà thành Hà có bé Long thì nên là cần một cái không gian rộng hơn, chứ không phải là chị thiên vị gì đâu. Hiểu không? Ui, chị đừng có suy nghĩ nhiều, em thích ở vậy thiệt mà. Nhưng mà chị thiên vị em một tí thì đã làm sao? Em là em dâu của chị ở đây lâu hơn mà. Còn cái Trâm Anh nó chỉ mới đến đây thôi. Trâm Anh này, hơi chịu khó tí nhá. Còn nếu như mà em khó chịu thì thôi chị cũng chịu. Bởi vì từ bây giờ về sau, có chết chị cũng không đổi lại phòng cho em. Chị nhờ. Để em phụ chị nhá. Thôi, phụ gì. Ngày hôm nay chị sẽ là người giúp chị Phương. Giao hàng đi đâu chị ơi? Hàng này sẽ mang đến đâu ạ? Mang sang cho chị Yến. Ok. Để em làm cho. Này, biết nhà chị Yến ở đâu không? Có biết không? Trời, không biết mà nhào vào cổng cứ như là mình biết nhiều lắm ý. Này, ở trong cái nhà này chỉ có một mình chị là người hiểu rõ chị Phương nhất, biết tất cả các mối hàng của chị Phương và đảm bảo có thể mang hàng đến nơi về đến chốn chị nhỉ. Sao chị khỏe thế? Chị bưng nổi không ạ? Đương nhiên là bưng nổi. Thôi em đừng tránh ra kia. Chị cứ đứng ra kia để em, để một mình em mang cái hộp đến nhà chị Yến. Em khỏe quá. Ok, em đi đến nhà chị Yến nhá. Chị Hà ơi. Còn thiếu nè. Được không chị? Okay.